Thưa quý vị, vừa qua Đoàn phường Hòa Hải được Quận đoàn Ngũ Hành Sơn chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm triển khai đại hội đoàn cấp cơ sở trên địa bàn quận. Góp sức mình cho sự phát triển của quê hương, tuổi trẻ phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Những năm qua, công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ luôn được Đoàn phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn chú trọng. Cùng với việc duy trì tổ chức cho đoàn viên gặp gỡ các nhân chứng sống, Đoàn phường vận động đoàn viên thanh niên đóng góp kinh phí hơn 200 triệu đồng tổ chức thăm, tặng quà, sửa chữa hệ thống điện cho các gia đình chính sách, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tại địa bàn phường, duy trì thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ vào dịp 27 tháng 7 và ngày 14 và 30 âm lịch hàng tháng. Thì sau khi nghe được nhân chứng lịch sử kể về những trận đánh hào hùng tại quê hương, thì đối với bản thân tôi là cảm thấy thật sự tự hào và luôn trong tâm can của mình thì nguyện cống hiến hết mình về quê hương. Và trong những năm qua, tuổi trẻ Hòa Hải để lại những dấu ấn, những hình ảnh tốt đẹp trong cán bộ và nhân dân phường nhà với những phong trào thanh niên tình nguyện sáng tạo như ngôi nhà của pin, thu gom pin đã qua sử dụng, thu gom lốp xe cũ tái chế đồ chơi tại các khu vui chơi trên địa bàn phường. Đặc biệt, trong các đợt dịch bệnh vừa qua, đã có hơn 2.000 lượt đoàn viên của phường tham gia trực các chốt kiểm soát, hỗ trợ điểm tiêm chủng, nhận và ship hơn 7.600 đơn hàng, tặng 430 suất quà và 7 tấn rau củ cho người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Đoàn thanh niên là một cái lực lượng rất là hỗ trợ, rất là tích cực trong cái việc mà về mà hỗ trợ cho người dân đi chợ, cũng như là dân cần những cái nhu yếu phẩm về lương thực, thuốc men là lực lượng đoàn hỗ trợ rất là nhiều, giúp cho người dân yên tâm trong cái ở nhà để mà phòng chống dịch. Trong nhiệm kỳ qua, tập thể ban chấp hành đoàn phường cũng đã tập trung tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thắng lợi nhiều nhiệm vụ được giao, nổi bật nhất là phong trào hành động cách mạng, phong trào đồng hành với thanh niên và trong thời gian gần đây là nổi bật lên phong trào thanh niên tình nguyện phòng chống dịch bệnh COVID-19. Với những kết quả đã đạt được, thì tuổi trẻ phường Hòa Hải góp chung với phong trào của quận và của phường tạo nên một bức tranh tươi sáng, cùng với cả hệ thống chính trị xây dựng quê hương Hòa Hải giàu đẹp và văn minh. Dịp tuyển quân năm nay, đoàn phường cũng đã tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới và cùng với các hội đoàn thể thăm tặng quà cho 40 thanh niên của phường lên đường nhập ngũ. Bằng các hoạt động thiết thực, tuổi trẻ Hòa Hải đã và đang tiếp tục nỗ lực vì mục tiêu đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, vì cuộc sống, cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.